mà từng tham dự rất nhiều chương trình của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Tuy rằng chị không phải là một cái người quý vị thường thấy là sự thấu rất là đẹp trẻ, nhưng với cái sự năng nổ hăng hái của chị, lúc nào cũng đem cái tuổi của mình nó trầm xuống cả hàng chục tuổi hay là hai chục tuổi nữa. Mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Khúc Tình Nồng qua tiếng hát của chị Thi Trâm. Trước Thi Trâm xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, và đây là khúc nhạc Khúc Tình Nồng.